Xin chào, mình tên là Song Online. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Mọi người có khỏe không? Mình thì cảm thấy tràn đầy năng lượng cho nên video hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người cách tận tay làm đồ trang trí trong phòng nữa nha. Mình có một thông báo mới, đó là mình sẽ ra video vào thứ ba hàng tuần, cho nên mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là bấm cái chuông phía bên cạnh cái nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất cho video của mình nha. Cũng đừng quên theo dõi mình trên Instagram nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào video thôi nè, let's go. Ý tưởng đầu tiên, tụi mình cần chuẩn bị cát trắng, chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh, hoa sen đá giả. Tụi mình chỉ cần đổ cát vào chậu cây và cắm hoa sen đá giả vào là xong. Mình muốn gửi cho mọi người ý tưởng này bởi vì khi mà mình nhìn vào màu xanh lá cây, mình tự nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng và có cảm giác tươi mới hơn nữa. Mọi người có cảm nhận giống gì không? Ow, suy nghĩ này là mình muốn mua thiệt là nhiều cây để trong phòng ngủ ghê á. Nhưng mà lúc nói cái suy nghĩ này ra thì ai cũng đã mình bị điên. Mà có thật là tới mức độ bị chết vì nhiệt độ không vậy mọi người? Đây là cái hiệu ứng mà mình mới nghĩ ra này. Nhìn hay không? Ý tưởng này mình cần xung mang keo nến, 8 ống hút giấy, kéo, thước để đo và một cây bút chì để đánh dấu. Mình sẽ cắt 4 ống hút với kích thước là 5 inch, sau đó xếp ống hút thành hình tam giác và dán keo nến cho dính lại. Trong khi dán, mọi người nhớ lót giấy nến để tránh bị dính keo và gỡ ra dễ dàng hơn nữa. Mình thấy súng xịt cây nến làm được nhiều thứ ghê. Tại đa số những ý tưởng mà mình gợi ý cho mọi người toàn sử dụng tới nó không à. Nếu mà mọi người có ý định làm thật là nhiều đồ trang trí thì nên thủ sẵn riêng cho mình nha. Có mình ở đây và tụi mình cùng tận dụng hết công dụng của nó. Mọi người có biết cách làm sao cho mình nói nhiều được không? Tại vì mình rất là ít nói, để mình kể cho mọi người chuyện này. Chuyện là hồi nhỏ mình thấy người lớn lúc nào cũng hay gặp nhau để nói chuyện hết, nên lúc đó mình mới rủ em mình chơi bán hàng xén. Khi trò này mình hay chơi nè. Mọi người có chơi trò này lúc nhỏ không? Thì lúc đó mình trải tấm thảm ra ngoài vườn của ông nội, xong hai đứa ngồi lên và bắt đầu chơi. Chơi mà không biết nói gì ngoài, mạng ông ta bán này chán dễ sợ luôn á. Mình mới nói nó là: ê mày, không hiểu tại sao người lớn hay gặp nhau để nói chuyện ghê ho, hai tụi mình cũng mắc trước giống vậy. Không biết nói sao nên hai đứa quyết định giả bộ nói chuyện như thế này nè. Em mình thì nói bla 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 bla, xong mình thì nói bla 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 bla, rồi hai đứa giả bộ cách cười như người lớn hay làm kiểu. Chứ không phải cười giống vậy đâu. Nhớ lại mà thấy mắc cười ghê. Tóm lại là mình không biết bắt đầu chủ đề gì để nói chuyện với người khác thiệt là lâu hết á. Ý tưởng này mình làm với mục đích là chùm lên chậu cây. Khi chùm lên thì nó sẽ như thế này. Trên mấy góc mà mình dán nhìn thô ho, nên mình quyết định xịt sơn lên cho nó đồng nhất một màu, nhìn đẹp hơn. Và mình sẽ dùng mình xịt màu vàng kim, tại vì một chai xịt rất là mắc, mình chỉ vu mỗi màu này thôi à. Mình nghĩ mình sẽ dùng nó thiệt là nhiều. Xin lỗi vì phòng mình khá là bừa bộn, chắc mình phải làm hẳn một video dọn dẹp luôn á. Ai muốn mình làm, giơ tay lên. Mình nghĩ xịt như vậy là ổn rồi á, cho nên giờ mình sẽ để nó ở đây cho đến khi nó khô. 1 minute 37 seconds later. Nó khô rồi này.
Những thứ bạn còn chuẩn bị để làm ý tưởng cuối cùng đã là một cục đá cuội, màu nước, cả vỉ và tam sợi răng. Mình sẽ biến cục đá này thành cây xương rồng, nên mình sẽ tô màu lên cục đá cho nó biến thành màu xanh hết luôn. Màu nước mà mình mua cũng khá là lâu rồi cho nên nó bị khô, mà vẫn dùng được nha mọi người. Lúc mua màu nước mình lại mua full luôn mảng màu nhưng mà một hũ khá là mắc. May gặp chị bán hàng cá tăm kế bên trường kiến trúc mới nói với mình là mua 6 màu cơ bản thôi. Đó là màu trắng, đen, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng và màu đỏ. Còn mấy màu khác thì có thể pha được. Chị nói mà không nói chắc là lúc đó mình tốn hơi bao nhiêu tiền rồi nha. Nếu mà chị có coi video này thì em xin cảm ơn chị. Mình đã tô xong rồi nè. A few moments later. Sau khi khô thì nó sẽ như thế này. Mình không thấy nó giống màu của cây xương rồng cho lắm. Cây xương rồng có màu sáng hơn đúng không mọi người? Nên mình sẽ pha thử màu trắng chung với màu xanh xem nó như thế nào. Trong đầu mình cứ nghĩ sẽ dùng phần cọ để lấy màu trắng nên mình cứ nhúng cho nó sạch bớt để không bị dính màu vô hũ màu. Làm hồ lau cọ sạch rồi mình mới sực nhớ ra là đuôi sạch, lấy màu cũng được mà. Làm mình quê dở sợ. Giờ mình sẽ pha thử xem màu nhìn có giống như tưởng tượng không. Nó kiểu nhạt màu chứ không phải sáng hơn không? Nà, nhìn màu còn kỳ hơn á. Không được. 2000 years later. Một hồi lâu thì là lâu, sau khi tham khảo trên mạng thì mình mới biết cách để màu sáng hơn thì pha với màu vàng. Nhìn giống màu cây xương rồng rồi thôi. Mình khá là tiết kiệm cho nên mình chỉ lấy chút màu ra thôi. Nếu mà hết thì mình sẽ tiếp tục đi rửa cọ và lấy thêm chút màu ra nữa. Sau khi tô xong để làm cho cục đá giống cây xương rồng hơn thì mình sẽ dùng tam sợi răng để vẽ mấy đường gai lên. Để dễ vẽ thì mình sẽ để tam nằm ngang trên cục đá rồi in vài cái cho nó dính màu lên. Đẹp không mọi người? Lẹ để xem nó như thế nào nè. Nếu mà bạn cảm thấy lười khi chăm sóc cây xanh và muốn tiết kiệm cả đống tiền thì hãy làm giống mình. Hãy cho mình xem mấy món đồ mà bạn làm nha. Tô xong mình sẽ phơi nắng cho nó khô. Ào, nhìn nó nhỏ nhỏ dễ thương ghê. Xong rồi nè. Xem tới cuối video, hãy cho mình biết ý tưởng nào mà bạn thích nhất ở phía bên dưới bình luận nha. Và bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau. Bye bye.